Đây là cầu Thăng Long nha mọi người. Giờ nó chạy tốc độ 60 có bao nhiêu thời gian chạy bao lâu nha. Đổ dốc cầu Thăng Long nha mọi người, sắp hết cầu rồi đó. Cầu này khá dài nha. Kết thúc dốc cầu Thăng Long nha mọi người. Tổng thời gian là 3 phút nha. Tốc độ 60 km/h. Góc ngát chắc cũng tầm 3 cây số mọi người. Cầu Thăng Long á, cầu dài ghê. Và Hà Nội nhiều cầu lắm mọi người, cầu lớn lớn không à. Rồi xin kết thúc cầu nha mọi người.